Chào mọi người, hôm nay Mèo Tôm xin chia sẻ một vài điều về sự việc vừa xảy ra mấy ngày qua về việc xích mích của Lộc Phụ Hồ và anh chủ nhà, trong đó người liên lụy lại là bác Kim Thủy. Mèo Tôm cũng là một fan của Lộc, đã xem kênh của Lộc từ rất lâu rồi. Mèo Tôm thấy lạ và cảm thấy có gì đó bất ổn trong khoảng 15 ngày qua khi trên kênh của Lộc không ra một cái video nào cả. Thay vào đó thì chỉ xuất hiện nhiều trên kênh của bé Thủy. Tuy nhiên thì vào tối ngày 23 tháng 9 2020 á, thì Mèo Tôm có vào kênh của bé Thủy xem thì thấy các video bị xóa sạch, chỉ còn đúng có một cái video à. Giờ thì trên kênh này cũng đã xóa sạch các video, không còn một cái video nào cả. Thì cái kênh này là Mèo Tôm rất ấn tượng khi kênh mới thành lập trong một cái thời gian ngắn, nhưng đạt gần 60.000 người đăng ký. Rất là ấn tượng đúng không các bạn? Thì Mèo Tôm có vào kênh của Lộc Phụ Hồ và kênh của anh chủ nhà xem, thì biết được là do xích mích trong cái việc hợp tác của Lộc và anh chủ nhà. Cụ thể là hai cái kênh của Lộc Phù Hộ Vlog và Lộc Phù Hộ TV thì đều dưới sự quản lý của anh chủ nhà, và cũng đã ký hợp đồng ăn chia là anh chủ nhà là 40%, còn Lộc Phù Hộ là 60%. Trong đó kênh Lộc Phụ Hồ Vlog thì đã bán hẳn 100% cho anh chủ nhà. Thì thật ra cái điều này thì Mèo Tôm cũng đã biết từ rất lâu rồi, khi kênh Lộc Phụ Hồ Vlog đổi tên thành anh chủ nhà và các video thách thức 100 triệu vân vân. Thì mình nghĩ trên đời này chẳng ai cho không ai bao giờ cả, mà nếu có cho thì họ cho con cháu họ không hay hơn sao, huống chi là Lộc Phụ Hồ là một người dân, đúng không các bạn? Thì điều đặc biệt ở đây là anh chủ nhà lại dụng Lộc. Thì cái phần này thì trên kênh anh chủ nhà thì cũng đã có thừa nhận là đã lợi dụng Lộc. Chứ mình hiện đại ngày xưa khi khởi tâm với Lộc mình cũng là lợi dụng đó. Để chứng minh cho các bạn là mình nói là thừa thật chứ không phải là thêm bớt gì cả. Để kiếm ra tiền bằng cái mồ hôi nước mắt, bằng chính công sức của Lộc thì hỗ trợ Lộc và lấy về cái lợi nhuận là 40%. Thật ra thì lấy 30 hoặc 40% ở đây thì có thể là vẫn chấp nhận được, nhưng anh chủ nhà đã lợi dụng Lộc. Các bạn có biết rồi, Lộc thì rất là thật thà chất phác, không am hiểu về các cái hợp đồng. Thì chắc gì là khi ký hợp đồng là Lộc đã đọc hết các từ ngữ và hiểu hết các ý nghĩa trong đó. Cái hợp đồng này quá dở ở chỗ là làm cản trở cái sự phát triển của Lộc. Thì về hai cái điều đặc biệt ở dưới đây là, một á, thì cái hình ảnh của Lộc Phù Hồ á, thì thuộc quyền sở hữu của anh chủ nhà. Có nghĩa là khi Lộc kiếm tiền bằng chính cái hình ảnh của bản thân mình mà không chỉ lợi nhuận cho anh chủ nhà và không được phép của anh chủ nhà thì là có, thì được coi là vi phạm. Không chỉ ở YouTube mà ở các trang kiếm tiền khác mà có sử dụng hình ảnh của Lộc đều vi phạm, như là TikTok, Facebook hoặc là quảng cáo bên ngoài vân vân. Cho nên là trên kênh của bé Thủy có xuất hiện ảnh của Lộc, nên anh chủ nhà trả đũa Lộc bằng cách xóa các video đánh hai sạc gần như sập kênh của bé Thủy. Về luật thì có vẻ ok nhưng không nhân văn và chơi hơi bẩn, và bé Thủy là người liên lụy trong câu chuyện này. Về cái thứ hai đang nói ở đây á, là thời hạn trong hợp đồng á, là mãi mãi, thì đúng là đen cho Lộc. Mà tôi nghĩ Lộc nên tìm một số cao nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để nhờ trợ giúp thoát khỏi cái hợp đồng quái gở trên. Có thể là hủy hợp đồng và đền bù một chi phí hợp lý có thể sẽ ổn hơn. Nhiều luật sư và nhiều anh em YouTuber có kinh nghiệm, họ sẵn sàng giúp đỡ Lộc ri, không lấy bất kỳ chi phí nào cả. Cảm ơn mọi người đã xem cái chia sẻ của Mèo Tôm. Cảm ơn các bạn.